bây giờ á miếng sáng mạng ngoài mình thì người ta lấy cho người ta mổ xẻ người ta không có gì đâu cơ thể rồi đây ta đi cho nhưng mà kiểu không phải là hiến xác mà là nó hiến nội tạng mới đầu nội tạng thì cái đó để em nói chị nghe cái nội tạng không đơn giản tức là thí dụ như